Rồi hôm nay ngày 20 tháng 6 nha. Trà Bò Phước Lộc chào tất cả anh em chú bác gần xa nha. Rồi bên trại em hôm nay về mớ bò thay găng nha, bò lực bò đẹp nha anh em chú bác. Bò này thì em về đợt này bò bò lực bò thùng dạo đai nha anh em chú bác. Thì bò này cũng thay găng hết trơn nha anh em chú bác. Thì anh em chú bác có nhu cầu mua thì alo em nha. Trại bò em thuộc xã Hòa huyện Châu Thành tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha. Thì đây để em đang quay cận cảnh anh em chú bác có nhu cầu mua alo em nha. Bò này bò lực không nghe anh em chú bác. Đây. Bình lực không nghe, thùng dạo đai nghe anh em chú bác. Đặc điểm nó thay găng nghe, anh em về ủ nó mau nghe. Đây em bò lẻ số 1 nghe. Bò này đoàn hình anh em khỏi chơi nghe. Bò này đặc điểm nó thay 4 cái găng nghe anh em chú bác. Bò này chiều cao 1m45 nghe. Xí bớm chân móng hoàn thiện nghe anh em chú bác. Bò này cự thì vô cự lực nghe. Bò này em mới xuống xe nghe, nó còn đói nghe. Bò này giật bò lắm nghe anh em chú bác. Này cái đùi cũng vẫn đùi bẹ đóng sâu nghe anh em chú bác. Bò này đòn tốt nha, cái đòn dài lắm nha anh em chú bác. Em đứng xa mà quay chưa hết cái khung của nó đó nha. Thì con bò số 1 này thì nó có giá là 25 năm nha. Này em cũng bao phí vận chuyển nha. Này em cũng xe nhà em đi bắt rồi xe nhà em đưa nó nghệ chi phí ra nghe anh em chú bác. Đây em còn 3 con bò số 2 nha. Bò này anh em mà sở hữu 3 con bò này pin lực nha. Bò này giờ thùng dạo 4 vách nha. Thùng tàn dữ dằn lắm nha anh em chú bác. Chân gối thẳng băng nha. Điểm mà đùi nó đùi bẹ mà nó bung thầm sâu nghe anh em chú bác. Ba con này tàn để đi đâu nghe anh em chú bác. Bò này nó đói mà nó còn cái hình gì nó dữ lắm nghe anh em chú bác. Bò này nó cũng dư 400 hơi trơn nghe anh em chú bác. Hình gì là nó dư nhiều lắm nghe anh em chú á. Lực cự mà. Bò này hình lực không nghe. Anh em khỏi chơi dụ hình nghe. Lưng nách đầy luôn nghe. Đùi thì đùi cũng đùi bản nghe. Nó xém da nghe anh em chú bác cỏ thùng nghe. Anh này là cự khủng nghe. Khung tàn dữ lắm nha anh em chú bác. Con nào cũng cự lực nha, bò này hình lực nha. Bò này anh em mà nào xài bò kéo cũng vẫn bò này hình bò kéo được nha anh em chú bác. Cự sư tử nha, chân gối thẳng băng nha, giò cẳng thẳng băng nha. Giò này chân thắt này bò kéo cũng vẫn được nha anh em chú bác. Thì ba con bò số 2 này thì em cũng báo giá là 75 triệu nha anh em chú bác. Bò này lưng nách đầy đủ nha. Đùi bản mà đóng sâu nha anh em chú bác. Bò này nữa anh em nuôi ra hình nha. Cự anh em khỏi chơi nha.
dạo đai, bò này gọi là bò bốn vách nha anh em chú bác. Đây cái tiếp con bò cú này nó lực luôn anh em chú bác. Bò này thì cái chiều cao nó cũng khiêm tốn nha, nó chừng 1m36 nha, cự hình anh em khỏi chơi nha, xương nó cũng vẫn dày nha anh em chú bác. Đây giấy ảnh khủng luôn rồi, giấy đen nhìn không thấy luôn anh em. Bò này bò số 6 nha. Đây hình tướng anh em khỏi chơi nha, bình lực nha. Bò số 6 này thì nó có giá là 23 triệu nha anh em chú bác. Bò này bộ lực nha. Đây kế tiếp cặp số 3 nha. Bò này con thay một đôi găng con 3 cái nha. Bò này đòn dài nha, bò lực nha. Bò này thì chiều cao nó gác 1m4 nha anh em chú bác. Thì em tính 1m4 nha. Con nào cũng bình lực không nha anh em chú bác. Lưng nách mà đòn nó có nha, cự cần có nha. Hai con bò này nó cũng giữ bò lắm nha anh em chú bác. Xương sắc dày dặn nha. Anh này thì ba cái răng nha anh em chú bác. Bò này kêu bò bốn vách nha, đòn dài lắm nha anh em chú bác. Đứng xa 5m nó mới có lấy hết cái khung nha anh em chú bác. Hey. Đùi dữ lắm nha anh em chú bác. Hey. 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 Đầu khủng nha, cái này anh này anh đầu dồ nha. Dặn đầu anh em khỏi chơi nha. Xương về dặn bản nha anh em chú bác. Này nó vô công nghệ là đùi dữ lắm nha. Thòng sâu mà bản bẹ bung nha. Hai con này đùi bung như nhau nha. Cặp số 3 này có giá là 49 triệu nha anh em chú bác. Thì bò hôm nay em quay cũng kỹ nó, cái clip nó hơi dài chút nha, anh em chú bác cũng thông cảm nha. Em quay chậm rãi cho nó kỹ một chút cho anh em dễ xem xét bò nha, nhìn ra bò nha. Đây tới cặp số 5 nha. Bò này thì đòn anh em khỏi chơi nha. Con 4 cái răng, con 2 cái răng nha. Bò này cái chiều cao nó 1m46 nha, gã tàn có, đòn có nha. Xương thì ống cao nha. Hai con bò này em gáp vô con mới con cũ khùng dữ lắm nha anh em chú bác. Đặc điểm bản đùi dài đóng sâu nha. Bò này em cũng mới về nha, nó còn dùng bò lắm nha. Hai con ngoại hình đi đôi nha anh em chú bác. Cặp số 5 nha anh em chú bác. Hey. Hey. Hai con bò số 5 này nó chiều cao 1m47 nha. Nó có giá là 40
6.500.000 nha anh em chú bác. Bò thái găng nha. Đây kế tiếp cặp số 4 nha. Con thai 6 cái, con thai 3 cái nha. Bò này cũng mít tư nữa, cũng ló ló một chút nha anh em chú bác. Bữa nay nó ăn nó bung bò này nha anh em chú bác. Hôm qua nó còn bợp nha, hôm nay bung nha. Hai con này dằn cự nó cũng dày dặn nha. Cặp số 4 này có giá là 43.500.000 nha anh em chú bác. Này em cũng bao giờ phí vận chuyển luôn nha. Bò này anh em về ủ nó tốc độ nha. Nó già nó khô, bò da mỏng, anh em về ủ nó mau nha. Đây kế tiếp bò lẻ số 7 nè, bò này cũng dư mét tư nha anh em chú bác. Nó mét tư hai phân nha anh em chú bác, thì mình tính mét tư đi nha. Bò này cái đòn thì anh em khỏi chơi nha, đòn dài lắm nha anh em chú bác. Sâu nha anh em chú bác, đùi bản nha. Cái nó đối cỏ nó hơi giật bò nha anh em chú bác. Điện bò số 7 này em cũng báo giá là 19 triệu nha. Bò này nữa đi được dài khủng lắm anh em chú bác. Đây kế tiếp em còn 3 bò lứa nha. Đây 3 con nha. Bàn bò số 8 nha. Bò này em cũng mới về nha. Bò này chiều cao 1m36 nha. Con này hơi kém hơn chút nha. Hai bò này thì cái nào ngay nó bò lứa, đòn nó cũng dài nha. Xương bẹ nha anh em chú bác. Bò số 8 này có giá là 50.500.000 nha. Đùi bản luôn nha anh em chú bác. Đây em còn số 9 nha. Bò này pháp kem nha. Bò này 1m15 nha. Xương thì dày dặn nha anh em chú bác. Bò này có giá là 16.500.000. Đây còn bớ bò nhỏ nha. Bò này bò số 10 nha. Con này nó 1m28 nha. Bò số 10 này có giá là 13.500.000 nha. Dạng nó cũng dạng lai xương nha anh em chú bác. Bò số 10 này nha. Đây kế tiếp hàng bò 11 nha. Giá nó chỉ cao nó 1m25 nha. Hai con này dạng lai nha anh em chú bác. Giá 26 triệu nha. Đây kế tiếp cặp số 12 nha. Hai con này cũng vẫn lai nha. Chéo gì. Đây bò này lai tốt nha. Hàng bò số 12 nha. Nó chiều cao cũng 1m25 nha anh em chú bác.
hai con bò này cái giá 26 triệu luôn nha. Đây em cặp mini số 13 nha. Bò này mét mốt 5 nha. Bò này cũng già tháng nha, nó cắt sữa mẹ lâu nha, anh em về dỗ cũng lên dẫn mau nha. Hai con này cái giá nó 19 triệu nha. Chạy bò em ở thuộc xã Hòa Quy Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha anh em chú bác. Rồi chào anh em chú bác nha, em kết thúc video nha.